Liên tiếp trong những tháng qua, trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã xảy ra nhiều vụ cháy, tuy không gây thương vong nhưng cũng thiệt hại nhiều tài sản của người dân. Trước tình hình thời tiết đang nắng nóng, nguy cơ cháy cao, công tác phòng ngừa hỏa hoạn cũng cần được quan tâm thường xuyên hơn. Đây là hiện trường vụ cháy vừa mới xảy ra tại phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn. Cháy xảy ra tại một hộ nhưng đã lan rộng nhà liền kề, gây thiệt hại lớn hộ xung quanh. Còn đây là vụ cháy cơ sở sửa xe ô tô Kim Thu, phường Hương Lợi, quận Ninh Kiều. Nắng nóng kèm theo gió đã làm cho cháy lớn, phải chữa cháy nhiều giờ, thiệt hại hàng tỷ đồng. Mùa nắng nóng, điều kiện thời tiết oi bức kết hợp nền nhiệt cao, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao hơn so với bình thường. Chỉ một sơ suất bất cẩn là có thể dẫn đến cháy. Vì vậy, thời gian qua, lực lượng chức năng và các quận huyện trong thành phố luôn tăng cường các biện pháp, kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng cháy chữa cháy, kết hợp tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong nhân dân, các cơ quan doanh nghiệp về phòng cháy chữa cháy. Thành lập các đoàn đến tận các cơ sở kiểm tra, hướng dẫn rồi chỉ đạo những cơ sở còn thiếu sót những vấn đề gì thì khắc phục, hạn chế, rồi trang thiết bị trong các cái cơ sở để đảm bảo. Công an xã thì cũng thường xuyên đi kiểm tra tất cả các cơ sở, nhà trọ, rồi trong cái homestay và các cái trường học thì tụi em cũng hướng dẫn cho các đơn vị đó thì thực hiện, thứ nhất là thực hiện về cái an toàn về phòng chống cháy nổ, trong đó là cái trang bị bình chữa cháy. Một trong những nguyên nhân chính khiến cho số vụ cháy tăng cao ngay khi bước vào mùa nắng nóng là do ý thức của người dân còn khá chủ quan, công tác kiểm tra nhắc nhở tuyên truyền từng lúc từng nơi còn hạn chế. Người dân chúng tôi cũng mong muốn về góc độ cái ngành chuyên môn cũng như là cảnh sát phòng cháy cũng như chữa cháy của quận, của thành phố, của phường thì cũng là thường xuyên đi từng cơ sở một và nhắc nhở để cho làm sao đảm bảo về cái công tác phòng cháy chữa cháy. Đường nông thôn nhỏ hẹp mà xe chữa cháy vô không được thì mình có cái đồ chữa cháy, cái máy lưu động đó để mình chữa kịp thời cho bà con là an tâm. Nắng nóng liên tục thì do đó là khả năng là cháy nổ sẽ có nguy cơ là bùng phát thường xuyên hơn, nhiều hơn, thì do đó là cần đề nghị là các cái đội phòng cháy chữa cháy của công an quận Bình Thủy mình cần quan tâm là kiểm tra thường xuyên hơn. Thời tiết còn diễn biến phức tạp, do đó cùng với việc các ngành chức năng tăng cường công tác nghiệp vụ để hạn chế số vụ cháy, thì người dân trong khu dân cư, các cơ sở sản xuất kinh doanh cần nâng cao cảnh giác, đề phòng hỏa hoạn trong sinh hoạt sản xuất kinh doanh hàng ngày.